Đây hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem là một cái cây gọi là bài thuốc quý của nhà mình cho các bạn xem thì đây mình sẽ quay cho các bạn xem có thể các bạn nhiều bạn biết rồi có thể các bạn nhiều bạn chưa biết đây là cây húng chanh các bạn nhé thì công dụng của nó là chữa ho thì các bạn có thể là dùng cho trẻ con nhà có trẻ con hay bị ấy. thì mình không muốn dùng thuốc tây sợ nó ảnh hưởng ấy thì mình có thể dùng cái này mình cấu lá của nó mình cho vào nồi cơm ấy rồi nếu mà bé quá thì mình cho ít đường phèn Mà nếu mà trên một tuổi rồi Mình có thể cho mật ong vào chữa ho cực kỳ tốt và hiệu quả luôn ạ Bác nhà mình rất là hay dùng cái này để cho điều trị cho cháu và hiệu quả cực kỳ tốt Công dụng rất là tuyệt vời Đây. Cây của nó thì Đa cao khoảng tầm hơn 20 phân đây, bác mình còn bảo là những phụ nữ có thai mà không được kháng sinh ấy, mà bị ho ấy thì mình có thể dùng những cái này bài thuốc uh, từ thiên nhiên đất rất cực kỳ tốt cực kỳ tốt luôn. Đây, thì các bạn ai muốn mua những cây húng chanh này về trồng ở trong vườn nhà mình thì liên hệ với mình nhé. Cảm ơn các bạn. Uh, uh.